trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin mà joe biden lại dùng quyền hành pháp để bắt đầu buộc các công ty thực thi về cái gọi là khí hậu môi trường sau khi mà bị à, chặn đứng bởi phía quốc hội thì ông joe biden sẽ sử dụng cái quyền hành pháp của ông ta để tạo ra một cái à, hệ thống gọi là chống lại khí hậu toàn cầu bị hâm nóng bởi các cái công ty à, đang hoạt động tại hoa kỳ và trong đó thúc đẩy việc huấn luyện cho các cái chương trình gọi là việc làm xanh trong loan báo ngày thứ tư, tòa báo cho biết chương trình này sẽ mướn khoảng 20.000 người trẻ tuổi để xây dựng và các cái hệ thống xây dựng về xe lửa cũng như là các trồng thêm cây cũng như là lắp đặt, đặt tất cả những cái panel solar tức là những cái thái dương điện ở trong tất cả những cái công ty và kể cả một số những cái khu vực khác để nhằm tránh đi những cái mà ông ta gọi là thảm kịch về cháy rừng và các cái công ty thuộc về khí hậu này sẽ được đề nghị một cái bài phiên bản mới trong vấn đề gọi là luật về khí hậu môi trường trong đó được chấp thuận vào năm ngoái và sẽ đã bị phản đối mạnh mẽ bởi phía đảng cộng hòa bởi vì gây ra lo ngại về chi phí trong khi đó đảng dân chủ và những nhóm hoạt động cho môi trường chưa bao giờ đầu, đầu hàng trong cái dự tính thúc đẩy cho bên trong những tuần của lễ vừa qua những cái xác lệnh mà tòa bạch ốc ký ra trong đó họ gọi là American Climate Corp tức là một cái hệ thống công ty về khí hậu trong chương trình này thì gần như là ông ta thúc đẩy rất nhiều à, sử dụng lại cái lạo luật năm 1930 năm à, 1930 của tổng thống Franklin Roosevelt trong đó gần như là một phần trong cái gọi là Green New Deal đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mạnh mẽ từ phía những thành phần được xem là hoạt động cho môi trường của đảng dân chủ trong mấy tuần lễ qua đang tìm cách gọi là thúc đẩy những cái luật này trước khi mà họ bị mất quyền đa số ở thượng viện có thể xảy ra trong năm tới trên 50 à, thành viên của đảng dân chủ nhà lập pháp bao gồm luôn cả một thượng nghị sĩ của đảng này ở tại Massachusetts là Ed Markey cũng như là Ocasio cortez của New York đã thúc đẩy và buộc Joe Biden phải ký những cái đạo luật liên quan tới vấn đề khí hậu môi trường. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc đình công của các công nhân của ba hãng xe đe dọa là sẽ tăng cường thêm cuộc đình công nếu như mà không có tiến trình đàm phán ra cho tới ngày thứ sáu các công nhân của nghiệp đoàn có tên là UAW, tức là United Auto Worker, gia tăng áp lực với lại ba công ty sản xuất xe ở Detroit, đe dọa là sẽ kéo dài cuộc đình công của họ cho tới khi mà những tiến trình đàm phán phải được tiếp tục trong ngày thứ sáu. Trong hai đoạn video được công bố vào ngày thứ hai, Tổng giám đốc của nghiệp đoàn này là Sean fan nói rằng là các công nhân ở ít nhất là một số những công xưởng khác cũng có thể sẽ tham gia vào cuộc đình công kéo dài 5 ngày qua ở ít nhất hiện nay là ba công ba công xưởng và chúng tôi sẽ tiếp tục không có chờ đợi là cho tới vĩnh viễn khi mà họ không có một cái vòng kế tiếp đó là lời phát biểu của ông này đã đưa ra vào buổi sáng ngày hôm nay À, trong đó thì ông ta nói rằng sẽ có thêm nhiều công nhân ở các cái công xưởng khác cũng sẽ đình công ba công ty là Ford, General Motors và Tesla cho biết họ đã tìm cách gọi là thỏa thuận với cái cuộc đình công tuy nhiên thì à, sự đòi hỏi này là quá đáng và khiến cho họ không còn tài, khả năng tài chánh để đầu tư vào các cái kỹ nghệ xe điện tôi hy vọng rằng sẽ có một cái uh, cuộc nói chuyện vào ngày thứ sáu đó là lời phát biểu của Steve Wozniak được xem là một uh, Giám đốc điều hành của công ty Stellantis, được xem là à, công ty mẹ của công ty Chrysler đã lên tiếng cho biết như trên. Và cuộc biểu tình vào tối ngày hôm qua à, đã vẫn đang diễn ra. Trong khi đó thì tối ngày hôm qua thứ ba thì một cái nghiệp đoàn về xe hơi ở Canada đã đạt được thỏa thuận với công ty Ford. Và trong đó à, đang chuẩn bị là sẽ có 5.600 công nhân biểu tình ở một số những công xưởng ở tại Canada. Tuy nhiên họ vẫn chưa cho biết được cái thỏa thuận này như thế nào. À, và cùng một lượt thì à, ở Detroit gọi là Big Three trong đó sẽ có thêm những cái cuộc đình công mới nếu như mà đôi bên không thỏa thuận được tất cả những cái uh, chi tiết và tại Washington thì chính quyền Joe Biden dự tính là sẽ gửi một uh, quyền uh, phụ trách về bộ lao động là Julia Suri tức là quyền bộ trưởng lao động và một viên chức cao cố vấn cao cấp khác tới Detroit để gặp gỡ đôi bên theo tường trình của tòa báo Đốc đưa ra và trong đó ông Joe Biden cho biết ông ta vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho nghiệp đoàn trong khi đó thì các hãng xe cho rằng việc này tăng lương tới 40% và con cái con số này nó sẽ khiến cho họ không còn tiền để mà đầu tư vào tất cả các loại xe điện. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc đình công của các công nhân hãng xe ở tại Detroit. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Cộng hòa báo động về tình trạng mà Joe Biden đang tìm cách gọi là nhắm vào việc mà gọi là ngưng lại tất cả các cái xe xăng khi mà bổ nhiệm những nhân vật mới một liên minh gồm có 13 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng cảnh báo là chính quyền của Jordan đang tìm cách gọi là chặn đứng tất cả những cái xe sản xuất bằng xăng. Trong lá thư gửi cho ông Jordan vào ngày thứ Tư, thì các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa dẫn đầu là thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas, là thành viên của Ủy ban Thương mại, nói rằng là cái uh, hệ thống uh, của an toàn xa lộ, tức là NFTSA, và cái cơ quan đặc trách về cái 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 cơ quan này là Anne Carson phải lập tức xóa bỏ bà ta ra khỏi cái vị trí của bà, bà ta sau khi bà này đã không nói rõ ràng với đã không được xác nhận bởi quốc hội ở trong cái việc mà bà ta dẫn đầu trong cơ quan nstse và quỹ ban của thượng viện phải chịu trách nhiệm cung cấp những cái lời cố vấn cho tổng thống về vấn đề mà bổ nhiệm và ông bổ nhiệm bà ca sinh vào trong vai trò này là điều không thể chấp nhận bà ta đã không đủ khả năng để có thể đảm nhiệm vai trò này và bà ca được bổ nhiệm là quyền lãnh đạo không có không những là vi phạm vào cái luật về của liên bang gọi là federal vacancy reform act tức là luật bổ nhiệm những người vào những vị trí trống trong đó gần như là đã không có cái sự bổ nhiệm chính thức trong lúc bà này vẫn tiếp tục lãnh đạo cơ quan và trong đó à, chúng tôi yêu cầu bà ta phải từ chức từ tháng giêng năm 2021 thì chính quyền của Joe Biden và Harris đã mướn bà Carson và trong đó là bà ta lại được thêm một giáo sư giảng dạy về môi trường ở trường đại học UCLA là lãnh đạo của cố vấn của cái cơ quan NSTSA. tuy nhiên bà này đã thúc đẩy rất nhiều những cái sáng kiến về môi trường và trong đó giới hạn rất nhiều những cái xe và đây là hành động bà ta đang muốn giết chết tất cả những cái ngành xe chạy bằng xăng và điều này khiến cho 13 thành viên của đảng cộng hòa tại thượng viện đã yêu cầu ông Joe Biden phải cách chức bà này ngay lập tức đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cảnh sát đã phát hiện ra cái quần áo ăn cắp của một cựu viên chức của Joe Biden ở tại nhà riêng của anh chàng này. Anh chàng này là một anh chàng đồng tính và cảnh sát đã có một cái lệnh à, được xem là À, lục soát ở nhà anh chàng này và đã lấy lại được bộ quần áo của một nhà thiết kế người tành ra nhà Sau khi mà cái nhà thiết kế này nói rằng cái bộ quần áo đó đã mất trong một cái túi sách ở phi trường mà kẻ lấy cắp chính là nhân viên cựu nhân viên của ông Joe Biden. Theo tường trình của cái giới chức tại tiểu bang Washington ở đặc trách về vấn đề phi trường cho biết thì cái món những quần áo này đã được trả lại cho Asia. À, Kasim được xem là một người gốc tanzania sau khi bà lên tiếng cho biết rằng là bộ quần áo này đã bị mất ở tại phi trường ronald Reagan national airport à, vài năm trước đây và trong tháng năm thì cảnh sát đã có được cái lệnh truyền gọi là lục soát nhà của brighton printon à xin lỗi quý vị Brinton là một trong những nhân vật được xem là từng là cựu nhân viên dưới quyền của joe biden và sau khi lục soát thì họ đã tìm ra được bộ đồ này lên tới trị giá lên tới 1.000 mỹ kim khi mà tay này đã đánh cắp cái bộ quần áo trong cái túi sách mà đã bị biến mất ở phi trường Ronald regan trước đây chuyện này đã xảy ra từ năm 2018 vào tháng ngày 9 tháng 3 lúc đó thì Brinton uh, đã mặc bộ đồ này uh, và sau đó thì uh, đã xuất hiện tôi đã nhìn thấy được hình ảnh và đây là cái bản thiết kế của tôi nó bị mất trong một cái túi sách năm 2018 Casin đã lên tiếng nói với đài truyền hình Fox và ông ta đã mặc bộ đồ của tôi và bộ đồ, đồ này là bộ đồ đánh cắp Casin đã cho biết là bà đã rời uh, bà đã bay tới Washington và trong đó xuất hiện trong một cái uh, buổi trình diễn và bà đã trình diễn cái uh, bộ quần áo này. tuy nhiên thì bộ quần áo này đã biến mất cùng với cái túi sách của bà ở tại phi trường và sau khi mà họ kiểm tra lại tất cả những cái hệ thống video của phi trường mới phát hiện ra princeton là người đã lấy cắp cái uh bộ quần áo này và có túi sách và printing vốn là một nhân viên làm việc cho chính quyền của joe biden trước đây đặc trách về cơ quan gọi là doe tức là bà anh ta phụ trách về vấn đề năng lượng và nguyên tử của hoa kỳ và trong đó anh ta được xem là một người đồng tính và giờ đây thì anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ và tội ăn cắp cũng như là đã tịch thu được cái quần áo này đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một trong những tay đánh guitar nổi tiếng của hoa kỳ là eric clapton đã có một buổi trình diễn ở trên sân khấu chính trị và trong đó đã gây quỹ được trên một triệu mỹ kim cho ứng cử viên tổng thống đại dân chủ là robert kennedy jr buổi trình diễn này đã diễn ra ở tại một cái uh, nơi tư nhân vào ngày tối ngày thứ hai và trong đó đã giúp cho uh, gia đình của Kennedy có thêm một cái nguồn tài chính để tranh cử. Tôi rất là cảm ơn ông Eric Clapton đã mang cái uh, dòng nhạc và cái uh, sự trình diễn của ông với cái tinh thần nổi loạn ở trong cái buổi uh, có mặt của tôi tại Los Angeles thượng nghị sĩ à, xin lỗi quý vị ông Robert Kennedy Jr đã viết ra trong một bản thông cáo báo chí trong ngày thứ hai và trong đó đây được xem là một nhân vật đã có cuộc đời cống hiến cho âm nhạc Hoa Kỳ ông đã cho biết như trên và Clapton đã cùng với lại ban nhạc của ông đã trình diễn trong cái đêm này và với một cái uh, bán đấu giá một cái guitar có chữ ký của anh và trong đó tổng số tiền à, gây quỹ được là 2.2 triệu mỹ kim và trong đó thì trên một triệu mỹ kim sau khi khấu trừ ra tất cả những chi phí cần thiết và nó sẽ giúp cho cái giờ chiến dịch tranh cử của ông Kenny có thể được thoải mái hơn và một chấm hai triệu mỹ kim này sẽ đóng góp vào cái quỹ chính trị uh, của đà, của đảng và trong đó ông tin cho biết rằng là ông đã ca, rất là cảm ơn khi mà có cái buổi trình diễn này để mà gây quỹ cho ông và giá tiền để mà mua cái uh, vé vào xem ở đây là từ 3 ngàn, 3 ngàn rưỡi Mỹ kim cho tới 6 Mỹ kim à, cho một à, vé khi mà xem buổi trình diễn này. Đây được xem là buổi gây quỹ rất thành công của một à, ca một nhạc sĩ guitarist tức là một người chuyên đàn guitar và một chuyên gia về guitar, một cao thủ về guitar đã giúp cho ông Robert Kennedy Jr có hơn một triệu Mỹ kim khi mà ông có mặt tại Los Angeles. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Merrick Garland đang đối diện với sự chỉ trích của Đảng Cộng Hòa về tình trạng mà ông ta đang có những cái hành động được xem là giám sát chặt chẽ Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Merrick Garland ngày thứ tư sẽ bắt đầu có cuộc mặt đối mặt với lại các thành viên của Đảng Cộng Hòa trong cái việc chuẩn bị cho cái cuộc điều trần của ông ta và cho trong đó đã quy trách nhiệm cho ông ta đã tìm cách vũ khí hóa trong Bộ Tư pháp dưới thời của Joe Biden ông galen xuất hiện trước ủy ban tư pháp của hạ viện lần đầu tiên trong 2 năm và trong giây phút chưa từng có mà bộ tư và trong lịch sử của bộ tư pháp ông ta đang à, nhìn thấy ít nhất là có hai cái à, trường hợp à, hai cái vụ án nhắm vào cựu tổng thống trump và cái à, <laughs> xem là vị cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử của hoa kỳ <laughs> đã phải đối diện với lại những cái cáo buộc à, truy tố về hình sự và trong đó một cái à, đơn thứ hai là nhắm vào con trai của ông đương kim tổng thống của joe biden là hunter biden <laughs> Công việc của chúng tôi là không phải nhận lệnh từ tổng thống, từ quốc hội mà từ bất cứ ai. Mà những người đã có những cái cuộc điều tra về hình sự, ông Galan đã cho biết như trên trong một cái việc mà ông chuẩn bị ra điều trần trước quỹ ban tư pháp của hạ viện. Các thành viên của đảng Cộng hòa trong quỹ ban đang tìm cách à, à, gọi là đặt câu hỏi với ông Galan và nói với hãng thông tấn AP vào ngày thứ ba, họ muốn rõ ràng là phải có tất cả những cái uh, lời khai trên cuộc điều trần. Tuy nhiên, ông Galan dường như đang đối diện với những căng thẳng liên quan tới hai trường hợp của ông Trump và ông Hunter Biden. trong đó buộc ông ta phải bảo vệ cho cái lực lượng được xem là công lực lớn nhất trên toàn quốc và giữa lúc mà tình trạng chính trị và có những cái hành động được xem là chính trị và kể cả những gia đình liên quan tới tham nhũng đã diễn ra trong cái bối cảnh này và tất cả chúng tôi ở trong bộ tư pháp đều nhận ra đây là việc làm nó được xa, gọi là giám sát bởi công chúng bị chỉ trích và đương nhiên là sự giám sát của bên uh, lập pháp và chúng tôi sẽ tuân thủ điều này ông galan đã, đã lên tiếng cho biết như trên tuy nhiên thì có những cá nhân à, là phục vụ trong công chúng à, đã không làm công việc của họ và khiến cho công việc trở nên nguy hiểm hơn và điều này đe dọa tới vấn đề an toàn công cộng và gia đình của họ. Trong khi đó thì đảng dân chủ đang tìm cách gọi là à, chống lại cái sự giám sát của đảng cộng hòa. Trong khi đó thì phía đảng cộng hòa cho biết là họ sẽ tiếp tục à, thúc đẩy về việc giám sát trong việc mà ông Merrick Garland đã tìm cách vũ khí hóa và chính trị hóa trong bộ tư pháp. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều trần lần đầu tiên của ông ta trước những câu hỏi xoay quanh hai vụ án. Thứ nhất là vụ vụ án của ông Trump, thứ hai là vụ án của Hunter Biden đà và việc mà bổ nhiệm ông David West vào trong việc điều tra Hunter Biden cũng đã dấy lên một loạt những câu hỏi về tính chất gọi là tư pháp như thế nào và tính chất công bằng của bộ tư pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cựu tổng thống Trump ngày hôm nay, À, Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã lên tiếng nói với Tổng thống Trump là phải chia sẻ cái uh, kế hoạch hòa bình của ông như thế nào Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã gọi cho Tổng thống Trump và uh, nói rằng yêu cầu Tổng thống Trump nên công bố cái kế hoạch hòa bình của ông để chấm dứt chiến tranh mà Nga đang xâm lăng Ukraine uh, trước khi mà chờ tới cái cuộc bầu cử năm 2024 tại Hoa Kỳ Cựu Tổng thống Trump, người đứng đầu trong cái uh, ứng cử viên đảng Cộng Hòa để ra tranh cử, trong đó ông nói rằng ông có thể có một cái thỏa thuận công bằng giữa ông Zelensky và tổng thống nga Vladimir Putin trong vòng 24 giờ đồng hồ để chấm dứt cuộc chiến này và ông Zelensky lưu ý là Ukraine sẽ không đầu hàng bất kỳ một lãnh thổ nào cho cho những kẻ xâm lăng và ông đã công bố à, ông nên công bố cái à, ý tưởng của ông ngay bây giờ đừng tốn thêm thời gian và đừng có làm cho mọi người bị mất mạng thêm đó là cái à, 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 và tôi nghĩ rằng việc ngăn chặn cuộc chiến này à, ngăn chặn thảm kịch và ngăn chặn sự bức hại của nga ông Zelensky đã nói với đài truyền hình cnn À, khi mà ông ta có mặt ở tại cái đại hội đồng liên quốc và ông nói rằng ông làm làm cách nào để cho nga rút quân ra khỏi cái uh, lãnh thổ của chúng tôi hay là những cái ý tưởng nào về cái sáng kiến về hòa bình trên thế giới và nếu cái sáng kiến này mà có phần gọi là đưa lãnh thổ của chúng tôi cho phía Putin thì nó không phải là một cái sáng kiến hòa bình đó là lời phát biểu của ông Zelensky đã đưa ra sau khi cựu tổng thống Trump tuyên bố là nếu đắc cử tổng thống thì ông giải quyết cuộc chiến của nga và Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ tuy nhiên ông không cho biết chi tiết là ông sẽ làm bằng cách nào và giờ đây thì chính Zelensky đã lên tiếng và nói rằng tôi muốn là tổng thống Trump sẽ có một cái uh, sáng kiến này và công bố một cách công khai trước khi có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Trump cho biết là tôi sẽ làm cho mọi thứ công bằng và tôi sẽ làm cho công bằng cho mọi phía và đó là lời phát biểu của ông Trump đưa ra. Đây được xem là một lần đầu tiên Stanky đã nhắc tới ông Trump kể từ khi mà đôi bên có cú điện thoại năm 2019 khi ông Trump lúc đó là tổng thống và yêu cầu ông Zelensky là phải mở lại tất cả các hồ sơ điều tra tham nhũng mà lúc đó thì phía Hạ viện do bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện đã sử dụng lý do này nói rằng ông Trump bức hại Joe Biden và tiến hành một cuộc đàn hạch vô lý đối với ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay tài khoản trên trang platform X của Donald Trump Jr. hay còn gọi là uh, Don Jr. đã bị hack và trong đó cố tình nói rằng tổng thống Trump đã qua đời. Trang X của uh, Donald Trump Jr. tức là Don Jr. đã bất ngờ bị hack vào sáng ngày thứ tư trong đó có một cái dòng tweet là my father passed away tức là thân phụ của tôi đã qua đời và là uh, trong lúc mà uh, gọi là uh, đang tranh cử tổng thống và Tôi rất là buồn khi loan báo là và thân phụ của tôi Donald Trump đã pass away, tức là đã qua đời và tôi sẽ trở lại để tranh cử tổng thống năm 2024. Đó là dòng tweet đã được bỏ lên trang Platform X và ngay sau đó thì nó được xác nhận là cái trang này đã bị hắt và cái câu tweet này đã bị xóa đi. Tuy nhiên thì cựu tổng thống Trump trong cái thông điệp mới nhất trên trang True Social so so của ông lên tiếng và nói rằng tài khoản của con trai ông ở trên trang platform X đã bị hack và đây là một cái hành động không thể chấp nhận được họ đang cố tình tấn công bằng mọi phía và trước khi cái tài cái chương mục này bị hack thì ông công tố viên Jack Smith đã có được cái quyền để xâm nhập vào cái tài khoản của tổng thống Trump ở trên mạng xã hội và kể cả của Don Jr. nhờ đây là câu hỏi mà ông Trump đặt ra là từ trước tới giờ chưa bao giờ cái chương mục của gia đình ông bị hack cả nhưng kể từ khi Jack Smith đã yêu cầu cung cấp những chứng từ và những cái uh, mẫu message của ông trump và kể cả trong gia đình của ông để mà mở cuộc điều tra thì ngay lập tức tài khoản của don jr đã bị hack và điều này đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề là chuck smith có làm gì với lại cái uh, chương mục này hay không mà tại sao nó lại bị hack đây được xem là một trong những cái uh, tin tức mới nhất liên quan tới cái uh, là tình hình của tổng thống Trump sau khi mà Don Jr. tức là Donald Trump Jr. đã bị hack tài khoản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, các nhà phân tích cho rằng là việc gia tăng thành viên trong tổ chức BRICS mà Tập Cận Bình và ông Modi, thủ tướng của Ấn Độ, mục tiêu của họ là nhắm vào vấn đề dầu khí. Bản tin mới nhất cho biết, thì uh, sau khi mà năm quốc gia nằm trong tổ chức BRICS gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi loan báo vào tháng trước là họ sẽ nhận thêm một số những thành viên mới gồm 6 thành viên và những quốc gia thành viên được nhận vào trong cái uh, tổ chức BRICS này và có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2024 uh, gồm có Argentina, Ai cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Vương quốc Ả Rập Thống nhất hầu hết những thành viên này đều là những quốc gia đang có cái nguồn dầu hỏa dồi dào và mục tiêu của tổ chức BRICS này vốn là tìm cách giành lại một cái sân liên quan tới cái nguồn năng lượng trên toàn cầu đặc biệt các quốc gia gia nhập vào tổ chức BRICS này đều là những quốc gia sản xuất có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới và trong đó có cả Saudi Arabia và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng là một trong những quốc gia đã được nhận vào trong khi đó thì à, 6 thành viên mới này sẽ chính thức à, gọi là sát à, nhập với tổ chức BRICS và sẽ chia sẻ cái à, GDP trên toàn thế giới và trong đó thì à, đại diện khoảng 14.4% tổng số mậu dịch trên toàn cầu và tổ chức BRICS này trước đây thì đã chiếm gần như là phân nửa dân số trên thế giới. Ấn Độ và Trung Quốc là gần 3 tỷ dân và trong đó cộng thêm Brazil, Nga và Nam Phi. Giờ đây thì họ có thêm 6 quốc gia khác sẽ chính thức trở thành thành viên của tổ chức BRICS vào tháng 1 năm 2024 và như vậy thì họ đã đẩy mức mà tổng sản lượng về trao đổi màu dịch trên toàn cầu chiếm tới 14.4% và họ cam kết là sẽ chiếm được khoảng 38% ở trong cái Uh, gdp trên toàn thế giới với cái lực lượng dân số đông đảo như vậy đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình á châu ngày hôm nay thì uh, bắc kinh đã dựa ra một tập tài liệu tiết lộ bởi ông snowden trong đó cho rằng là chính cơ quan tình báo hoa kỳ đã hắt vào trong cái headquarter của công ty huawei đây là một trong những cáo buộc mới nhất của trung quốc đưa ra Bản tin mới nhất cho biết sau gần một thập niên tập tài liệu được tiết lộ bởi ông Edward Snowden công bố là cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, tức là NSC, đã xâm nhập vào các cái server của các công ty viễn thông của Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn công ty Huawei và Bắc Kinh đã lên tiếng xác nhận cuộc tấn công này. Và trong đó thì cái bộ đặc trách về an ninh nội địa của Trung Quốc đã công bố vào ngày thứ tư Trong đó nói rằng cơ quan NSC của Hoa Kỳ thông qua một cái tổ chức có tên gọi là TAO tức là Tyler Asset Operation để mở chiến dịch tấn công vào các công ty viễn thông của Trung Quốc. Năm 2009 thì à, TEO đã bắt đầu à, tấn công vào các cái server của headquarter công ty Huawei Và tiếp tục quan sát họ Đó là một trong những bản báo cáo phía Trung Quốc đưa, đưa ra Và TAO vốn là một cái cơ quan đặc trách về à, không gian mạng của NSC Trong đó gần như tụ tập tất cả những cái mạng lưới được xem là Đứng đầu của Hoa Kỳ về ngày kỹ nghệ, về hoạt động computer Và năm 2013 thì ông Snowden vốn là một cựu à, nhà hợp đồng với lại NSC Đã công bố hàng loạt những cái chi tiết liên quan tới vấn đề gọi là xâm nhập và tấn công cũng như thu lượng dữ liệu của cơ quan NSC. Và Snowden hiện nay đã gia nhập là và trở thành công dân của Nga và đã cưới vợ và ông ta vẫn đang sinh sống tại Nga. Đây là lời cáo buộc mới nhất của phía Cộng sản Trung Quốc đưa ra nhắm vào cơ quan NSC của Hoa Kỳ và đó nói rằng chính cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã xâm nhập vào cái headquarter của công ty Huawei. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một phụ nữ Indonesia đã bị bỏ tù sau khi bà bà ta đã à, tìm cách gọi là cầu nguyện bằng kinh Hồi giáo trước khi bà ta ăn thịt heo trong một đoạn video TikTok mà có cả triệu người xem. Bản tin mới nhất cho biết thì một phụ nữ Indonesia đã bị tòa kết án tù 2 năm sau khi bà bà này đã xúc phạm vào cái thế giới Hồi giáo khi mà bà ta ăn thịt heo và post cái đoạn video này trên trang TikTok và đã bị chỉ trích rất mạnh bởi quốc gia đa số là người hồi giáo bà này có tên là Lina Mukachi 33 tuổi đã bị phán là có tội khi mà bà ta đưa ra những thông tin và được xem là gây thù hận ở trong giới tôn giáo khi mà bà ta xúc phạm tôn giáo ở tại Indonesia thì quý vị à, việc ăn thịt heo là không được phép và trong như và những cái hình ảnh nào mà liên quan tới thịt heo đều không được công bố trên công chúng tuy nhiên người phụ nữ này đã cầu nguyện theo kinh của hồi giáo và sau đó thì bà ta đã bà bắt đầu tu hình cái việc mà bà ta ăn thịt heo ở trên cái đoạn video TikTok và việc này diễn ra sau đó thì bà ta đã bị bắt giữ gần như là trong cái thế giới hồi giáo thịt heo đã bị nghiêm cấm và nó được xem là nó à, hồi giáo là cái nơi được xem là có đông đảo nhất ở Indonesia, quốc gia có khoảng 250 triệu dân và bà này đã bị phạt khoảng 250 triệu đồng rupiah tức là khoảng 16.200 mỹ kim và bà ta sẽ phải ở tù 2 năm và trước khi mà bà ta um, ra tù và nếu không có tiền đóng tiền này thì bà ta sẽ bị kết án thêm 3 tháng tù để thay thế cho cái tiền phạt vạ đây được xem là một trong những cái hành động nghiêm khắc của Indonesia đối với những người xúc phạm tôn giáo đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á à, Châu ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay sau khi mà có một công nhân Việt Nam làm việc tại Đài Loan đi bắt cua và bị sóng nước cuốn trôi đi giờ đây thì các uh, Viên chức của Đài Loan và lực lượng tuần duyên của Đài Loan cho biết họ đã phát hiện được thi hài của công nhân này và trong lúc mà người công nhân này đi bắt cua với hai người khác. Bản tin mới nhất cho biết thì thi hài của người đàn ông 41 tuổi gốc Việt vốn là một công nhân gia làm việc ở một cái quận gọi là Chia Chia Yu County đã được phát hiện sau khi mà ông ta được biết là nước cuốn trôi vào ngày hôm qua. Ông này cùng với lại hai người Việt khác đã tham gia vào cái cuộc đi bắt cua ở trên một dòng sông. Tuy nhiên thì nước chảy xiết của dòng sông đã cuốn ông này đi và sau đó thì uh, lực lượng <laughs> cảnh sát cũng như là lực lượng cấp cứu của Đài Loan đã được tung ra để tìm kiếm thi hài của người đàn ông này hay là hay là sự mất tích của ông ta và trong ngày hôm nay sau khi mà tìm uh, tìm kiếm thì họ đã phát hiện được thi hài của ông này nằm cách cái nơi mà ông ta bị cuốn đi là 250 mét từ ở một cây cầu có tên là Began Creek đây được xem là một trong những phát hiện mới nhất của Đài Loan ngay sau khi mà người đàn ông gốc Việt này đã bị uh, nước cũng đi trong lúc mà ông ta bắt cua chung với những người khác đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay sau khi mà có mặt ở tại New York và Washington DC thì Phạm Minh Chính đã tìm cách thúc đẩy một số cơ quan trong cái chính quyền của ông ta ký những bản ghi nhớ và trong đó tìm cách thuyết phục các công ty hàng đầu về chip điện tử của hoa kỳ để phát triển về cái gọi là chất bán dẫn và semiconductor tại việt nam trong đó thì có sự hiện diện của đại sứ mỹ là napper cùng với lại john newfler được xem là chủ tịch của hiệp hội về chất bán dẫn tức là semiconductor tại Hoa Kỳ. Và trong đó thì gần như là trong bản cam kết và bản ghi nhớ này thì phía của hiệp hội chất bán dẫn Hoa Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ cho phía của Việt Nam và đổi lại, cộng sản Việt Nam phải thay đổi một số luật lệ và sẽ phải bảo đảm cái nguồn cung cấp nguyên liệu một cách công khai minh bạch cũng như là cái tiền tài trợ cho các du học sinh phải đến được những học sinh hàng đầu ở trong các trường đại học chứ không phải là thứ con ông cháu cha và họ sẽ diệt xét cẩn thận tất cả những điều này trong bản ghi nhớ. Đây được xem là một cái lời cam kết của một số những cái công ty về semi conductor. Tuy nhiên họ buộc lại và họ nói rằng họ rất lo ngại về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt là cái số tiền tài trợ cho các du học sinh được biết là chưa bao giờ tới được tay của những học sinh được xem là học giỏi nhất trường mà đa số lại đi vào những học sinh mà hầu hết đều là thân nhân của những cán bộ lãnh đạo trong hàng ngũ cai trị tại việt nam đây là sự lo ngại của các công ty và họ so, họ e ngại rằng số tiền tài trợ cho những người học về ngành bán dẫn tại Việt Nam có thể sẽ bị thất thoát và lọt vào trong cái uh, tay của những tay cán bộ đảng viên và trong đó họ tìm cách uh, chỉnh đổi tất cả những cái hồ sơ về học bạ của các học sinh để có thể qualify nhận số tiền này và nhận học bổng này qua Mỹ học đó là một trong những cái uh, quan uh, <laughs> mối lo ngại của các công ty của về chất bán dẫn hoa kỳ trước khi mà gặp gỡ với lại phạm minh chính thì các hiệp hội này đã có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với cộng đồng người mỹ gốc việt để tìm hiểu thêm cái quan điểm của cộng đồng người việt về việc mà cộng sản việt nam đề nghị là sẽ có cái việc phát triển chất bán dẫn tại việt nam và từ cộng đồng việt nam nhiều ý kiến cho rằng hầu hết những cái tiền tài trợ này đều lọt vào túi con ông cháu cha tại việt nam do đó thì khi mà ký kết trong cái văn bản, bản ghi nhớ họ buộc phía việt nam phải minh bạch trong vấn đề này và phải có một cái um, quy tắc rõ ràng cho việc mà cấp học bổng cho những học sinh hay sinh viên ở việt nam nhận được những cái học bổng của các công ty đây được xem là một trong những chi tiết mà báo chí việt nam đã không dám đăng ra và chỉ ca ngợi là bộ kế hoạch và đầu tư đã ký kết một số bản ghi nhớ với lại hiệp hội chất bán dẫn tại Hoa Kỳ mà không nói rõ trong cái bản bản ghi nhớ này phía Cộng sản Việt Nam phải thực thi những điều gì đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay chính thức thì ngày 21 tây tháng 9 tức là ngày mai theo giờ của Việt Nam thì cái gọi là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức và đưa ra xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng vốn là tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam cùng với bốn nhân viên của bà bây giờ bị xem là tội đồng phạm bị cáo buộc về đạo điều luật gọi là 331 đạo luật hình sự của cộng sản việt nam trong đó nói là các quyền tự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm và xúc phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi lợi ích của tổ chức cá nhân và trong đó một số những người đã liên quan tới vụ án này đã không được phép xuất cảnh và phải xuất hiện trên tòa trong đó bao gồm những người khởi kiện bà là nữ ca sĩ vi quanh và kể cả một nhân vật có tên là đàm vĩnh hưng và những người này đã khởi kiện và yêu cầu đòi bồi thường với bà Hằng với số tiền lên tới hơn 73 tỷ đồng tiền Việt Nam đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết liên quan tới vụ án này và những người khác cũng sẽ có mặt trong cái uh, vụ án này gồm có uh, Hoài Linh một tay hề ở tại Việt Nam cũng như là một bà có tên là Đặng Thị Hằng Ni được mô tả là một luật sư và một nhà báo Nguyễn Đức Hiển là nhà báo và vợ chồng của một uh, ca sĩ có tên là Thủy Tiên đây được xem là một trong những cái uh, vụ án nổi đình nổi đám tại Việt Nam và sẽ chính thức được đưa ra xét xử vào ngày mai 21 tây tháng 9 theo giờ của Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!